Bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo khai đại họ và tên. Dạ, Trương Huệ Vân ạ. Ngoài tên Trương Huệ Vân ra, bị cáo tên nào khác không? Dạ, không ạ. Trước khi ra tòa, bị cáo đã nhận được bản cáo trạng cũng như quyết định yêu cầu xét xử chưa? Dạ có rồi ạ. Nhận được quyết định cách đây bao lâu rồi? Dạ hơn 2 tuần ạ. Bị cáo phải không?